Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì cái clip này mình sẽ làm về con hàng David Raum. Mình cá nhân mình thì mình cũng khá là bất ngờ với con hàng này, vì là trong cái book tuyển Đức lần này thì có lẽ là mình không muốn quay đâu, nhưng mà mình lên mạng hóng hớt ở mấy fanpage các group các kiểu thì thấy con hàng này mấy anh em đồn đoán là bảo là máy tạt còn tạt ác hơn cả Philips Acoustic. Thế là thành ra mình vào, mình cũng vào nick của mình cũng làm thử nhẹ phát 100 coin xem là cuối cùng ra luôn con hàng David Raum này anh em ạ. Và sau khi mà mình trải nghiệm thì mình đánh giá con hàng này cực kỳ là hay luôn anh em ạ. Với cái chiều cao là 1m80 này, 24 tuổi, thuận chân trái. Thẻ này thì cầu thủ này là sinh năm 1998 này anh em nhá. Đang đá cho câu lạc bộ nào ở Đức ạ, mình không nhớ rõ tên nữa đâu. Playstyle là Cross Pixelit, là chuyên gia tạt cánh đấy. Như kiểu Philip Kotick với cả đánh đế khăm mà ác non đấy kiểu vậy. Đá được vị trí hậu vệ cánh trái là sở trường, với cả tiền vệ cánh trái, tiền vệ cánh phải thì cũng được. Ở đây thì mình nhìn thấy có cái early crosser, có lẽ là khả năng tạt sớm à, chắc là vậy. Nhận thức tấn công 65 này, kiểm soát bóng 75, rơi bóng 71, rơi bóng chân 70, chuyền thấp 74, chuyền bổng 88. Đấy anh em thấy không, dứt điểm 59, đánh đầu 59, đá phạt 72, độ xoáy bóng 81, quá đẹp luôn, chỉ số tạt quá đẹp anh em ạ. Nhận thức phòng ngự 72 này, xoạc bóng 75, hiếu chiến 71, hỗ trợ phòng ngự 71, khá là ok đối với một hậu vệ cánh trái. Tốc độ 94 rất cao anh em ạ, tăng tốc 87, lực sút 83, chung là đều bổ trợ cho về cái khả năng tạt bóng và khả năng chạy cánh hết anh em ạ. Bật nhảy để có 61 thôi, và chạm vật lý 73 thì cũng hợp với cánh, và chạm vật lý 73 thì cũng đủ dùng anh em ạ. Độ cân bằng 75 cũng khá là ok rồi anh em, nhìn này, thể lực này 95, nhìn chung là đúng, đây đúng thực sự là một con hàng máy tạt chất lượng rồi anh em ạ. Nhìn chỉ số thì anh em cũng đã biết rồi đúng không, cả về chỉ số chuyền bổng và cái độ xoáy bóng đó. Tần suất dụng chân không thuận là hầu như là không bao giờ này, độ chính xác chân không thuận là bình thường, phong độ vững vàng. Skill thì có chớp tơn, cắt bi hai tơn. Cái cắt bi hai tơn này thì mình thấy không hợp lý cho lắm. Long ray curler racing shoot, cửa lòng từ xa đấy, shoot racing shoot là kiểu shoot bóng từ thấp lên cao. Long ray curler, long ray shooting, shoot xa này, chuyển một chạm này, west pass, pin point coaching đó. Đấy, west pass cũng về cái bổ trợ khả năng chuyển pin point coaching thì anh em biết rồi, chuyển bóng có điểm rơi này, low lock phát, và slide tacker là về khả năng xoạc. Nhiều skill, quá nhiều skill truyền anh em ạ, và có 3 skill shoot, 1 skill kỹ thuật chop turn, khá đơn giản. Trận đầu tiên thì mình sẽ đá ở cái vị trí sở trường luôn nhá, là vị trí hậu vệ cánh trái anh em ạ. Thì con hàng này thực ra là mình cũng không biết nhiều về thông tin đâu anh em ạ. Nói chung là cứ lên mạng hóng hớt thấy anh em bảo là có gọi là máy tạt mới thì vào quay, cuối cùng lại quay ra anh em ạ. Thành ra là vào test thử cho anh em xem. Đây là Raum, đường vào, quánh đâu một nhỏ rất sớm anh em ạ, phút thứ 5. Chưa cần biết, nói chung là không cần biết, cứ thấy tạt hay là ok rồi. 1-0 rất sớm, bóng được đưa bóng chuyển khai xuống cho Raum và đưa bóng vào cho chia xa đánh đầu anh em ạ. 1-0 rồi, phút thứ 5 mà tỷ số đã được mở rồi. Cá nhân mình thấy cái con hàng này nếu mà để nói độ tạt nhá, khả năng xoáy nó còn xoáy hơn cả Cút Tích luôn ạ. Ở cái phiên bản mới của Cút Tích thì độ xoáy bóng cũng bị giảm đi rồi, và cầu thủ này lại còn có cả cái kiểu skill tạt sớm đấy anh em ạ. Thành ra là mình thấy còn có vẻ lại còn hay hơn cả Cút Tích cơ. Đây là David Raum tạt tiếp, quánh đầu tiếp. Ôi rồi ôi, chậm thôi chậm thôi, bình tĩnh bình tĩnh. Lại là chia xa anh em ạ, và người tạt bóng lại là David Raum. Bình tĩnh bình tĩnh anh em, đá chậm thôi bia ơi, đá chậm thôi, còn đội bạn chóng mặt này, ao bây giờ. David Raum này anh em, ôi trời ơi tạt này, cong mông như này, tạt đúng đúng đến đầu luôn, không phải nói nhiều. Trận đấu này thì mình test con hàng này là cái playstyle là máy tạt, thì cho nên là mình sẽ chỉ tạt thôi anh em ạ. Tạt tiếp, quánh đâu rồi, anh em thấy sợ không, cứ tạt là đến đầu thôi.
về cái khả năng phòng ngự của Raum cũng ở cái mức trung bình khá anh em nhé. Nhận thức phòng ngự về khả năng xoạc bóng các kiểu là điều là cũng ok đó, cũng không đến mức kém. Đây là David Raum, xử lý kỹ thuật đả bóng như răng lạc ấy đó. Không được rồi, sai lầm của đội bạn Raum, cướp được bóng rồi. Raum dứt điểm, goal, tỷ số là 3-0. David Raum anh em ạ, làn gió cực kỳ mới của đội tuyển Đức. Bruno truyền xuống cho Raum nhưng mày quá, Raum quả này lại lấy được bóng ngay từ trong chân hậu vệ đội bạn và dứt điểm trong vòng cấm. Có Long Ray Curler là cửa lòng thì là khá là ok rồi anh em ạ. Con hàng này mình liên tưởng đến kiểu kiểu gì nhỉ, Roberto Carlos anh em ạ. Roberto cũng sút cũng có mấy cái skill sút. Đây còn có cả skill cửa lòng từ xa cơ. Nhưng mà mình thấy thì nếu chỉ đá được cánh trái thì cửa lòng từ xa để phải đá cửa bằng chân phải à, nghe cũng chừng có vẻ không hợp lý lắm nhỉ. Đấy, bóng vừa được luân chuyển, bây giờ mình sẽ giảm nhịp độ trận đấu. Ui ôi, nguy hiểm quá. Tốt, pha lấy bóng can thiệp kịp thời của David Raum anh em ạ. Phiên bản book Đức lần này thì mình thấy không có con hàng nào có vẻ nổi trội lắm. Mình thì mình cũng không biết nhiều về mấy cầu thủ này anh em ạ. Nói về Đức thì biết Toni Kroos, cả Mesut Ozil này, Thomas Müller đấy, hoặc là Max Gosse đấy. Còn lại mấy cầu thủ trong cái book này thì mình thấy tên khá là lạ, hay là có lẽ là mình dạo gần đây mình không xem, hoặc là Rüdiger không thấy có mặt anh em ạ. Rüdiger là một trung vệ khá là cứng mà cũng không thấy có mặt trong cái book Đức lần này. Không hiểu là Konami đang làm cái book Đức lần này là về cái kiểu gì, hay là về giới thiệu những cái gương mặt triển vọng tài năng sắp tới, sắp nổi hay sao, đúng không? Đấy thì mình thấy là con hàng David Raum này đấy, mình cũng không biết từ trước tới giờ thì mình chưa biết đến con hàng này, nhưng mà sau khi mà có cái book Đức này và lên mạng anh em đồn thổi gọi là gì, nói về cầu thủ này khá là nhiều, kiểu là máy tạt hay của Potic 2.0 kiểu như vậy. Là khi mà mình trải nghiệm thì mình thấy là đúng thật là con hàng này tạt tốt thật. Đây là chiết xa chọc xuống cho Bruno, không có bàn thắng thứ tư anh em ạ. Mặc dù mình đã giảm nhiệt độ trận đấu đi rồi nhưng mà đội bạn hầu như là cũng không có nhiều cơ hội. Ui ông ơi, ông Raum ơi, ông quẩy vừa thôi đất ý. Rồi nguy hiểm quá, rất nguy hiểm. Trời ơi, đội bạn có lẽ là vẫn còn hơi non anh em ạ. Khi mà dẫn với mình đang dẫn với chỉ số 3-0 rồi nhưng mà đội bạn vẫn mở bật một vạch phòng ngự, mình không hiểu cho lắm. Dứt điểm tiếp, pha dứt điểm hơi nhẹ của Bruno. Thôi đến những phút này rồi thì mình cũng không tấn công nhiều nữa anh em ạ. Bởi vì chiều nay mình cũng đá khoảng độ vài trận, khoảng 8-9 trận rồi mà đội bạn cũng ào ra khá nhiều rồi. Trận đấu đầu tiên cũng đã kết thúc rồi, tỷ số cuối cùng là 3-0. Và người cầu thủ xuất sắc trận đấu chắc chắn rồi là David Raum, với 2 pha kiến tạo và 1 bàn thắng thì chắc chắn là cầu thủ xuất sắc trận đấu rồi. Ở trận đấu đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là cái khả năng tạt bẩn của Raum là tốt như thế nào, và khả năng phòng ngự cũng ở mức khá anh em ạ. Rồi trận đấu thứ hai thì mình sẽ đẩy Raum lên vị trí tiền vệ cánh trái nhá, sẽ thay thế cho Kotic anh em ạ. Đẩy lên tiền vệ cánh trái thì cái chỉ số nó sẽ không được đẹp đâu, chỉ số nó sẽ giảm đi 5 chỉ số anh em ạ, 93 xuống 88. À đâu, giảm nhiều chứ, 93 xuống tận 85 ấy. Bởi vì là 88 là khi mà cái playstyle huấn luyện viên của mình nó cao rồi, nó mới được tăng thêm mấy chỉ số ấy. Còn không nó chỉ là 85 thôi anh em ạ. Đâu rồi, Van Cancelo truyền xuống cho David Raum. Raum tạt vào đi, quánh đâu, không được. Trận này lại tiếp tục tạt thôi anh em ạ. Test máy tạt thì chỉ có tạt thôi. Quánh đâu, pha đánh đầu thứ hai liên tiếp thì tỷ số là mở. Người ghi bàn là Bruno phiên bản sâu tham anh em ạ. Ở cái pha tạt bóng thứ hai này thì rơi đỡ rồi. Ui giời, tạt quá đẹp đi. Cái đường bóng mình cảm nhận nó như kiểu là tranh vẽ luôn anh em ạ.
Juan Cancelo này, đưa bóng xuống cho Raul tạt sớm luôn. Anh em thấy có skill tạt sớm là như nào chưa? Đấy, chỉ cần đưa bóng phát là có một đường chuyền đẹp. Câu trả lời của đội bạn dứt điểm, rất là nguy hiểm. Một câu trả lời rất nhanh của đội bạn sau khi vừa gạt bóng phát và đội bạn đã có một pha phản công xuống cánh rất tốt. Đây là David Raum, tốt. David Raum làm gì? Không được rồi. Đội bạn cũng hậu vệ đội bạn cũng khá là khỏe. Trận này có lẽ là khó hơn trận trước khá nhiều anh em ạ. Từ đầu đến giờ chưa tạt được nhiều. Đây là Raum tạt tiếp. Không được rồi. Tạt vào đấy thì hơi không đấy chứ. Không lấy tiền đạo bên mình xâm nhập nhỉ. Nhiều khi tạt sớm quá thì cũng không kịp để cho tiền đạo băng vào anh em ạ. David Raum tiếp tục là David Raum. Không có ai để hỗ trợ phối hợp cả. Đây rồi, Juan Cancelo. Tiếp tục Raum đưa bóng vào. Quánh đâu? Vẫn chưa được. Bruno Fernandes đá phạt. Raum đâu rồi? David Raum. Đây rồi, xử lý kỹ thuật. Dứt điểm. Không được. Một pha xử lý mà mình thấy là cũng khá là ok anh em ạ. Vì quả đấy là gọi là như nào, là giả sút. Xong rồi đưa bóng sang bên chân phải để cứa lỏng. Ui ôi. Được đấy, mắc kỳ nhốt của đội bạn được đấy. Một pha xả bóng rất là gọi là quyết liệt của mắc kỳ nhốt để ngăn chặn đường xuống bóng của mình, của David Raum. Khả năng đội bạn hơi cáu anh em ạ. Mình tạt khá nhiều. Mình tạt từ đầu trận đến giờ phải 6 hệ quả. Cứ nhồi bóng cho Raum để tạt thôi. Đội bạn khả năng cũng hơi bị cay. Cay thì làm được gì? Cay thì phải chặn được đường truyền của mình ra chứ. Đói. Juan Cancelo đã lấy bóng của Raum rồi. Raum đâu? Đây là Højlund. Đây là Højlund. Højlund thì hôm qua mình đã có clip rồi anh em ạ. Anh em cho em trên kênh của mình nhá. Đây là Raum. Quánh đâu? Rồi. Hiệp 2 thì đội bạn có vẻ khả năng là đội bạn đã biết kiểu lối đá của mình rồi, khả năng bắt bài rồi anh em ạ. Rồi. Đây là Højlund. Tiếp tục là Raum. Trời ơi. Quả đấy bị sút lực tím mà sao lại thành cửa lòng nhỉ? Nhiều khi mình đá mình xử lý nhanh quá anh em ạ. Thành ra lại thành cửa lòng ở đấy. Nguy hiểm, vừa mất bóng rất nguy hiểm. Đây là Kevin Rainer, Messi. Dứt điểm. Ui, rất là nguy hiểm, pha bóng vừa rồi. Thấy người đã anh em ạ. Thấy Uy Gốt vào. Thấy Uy Gốt vào để tận dụng chiều cao của Uy Gốt. Và tiếp tục là mình sẽ tạt bóng. Nhồi bóng cho Raum để tạt. Đưa vào. Quánh đâu. Trời ơi. Ui rồi, trận này nói chung là hơi bị spam tạt rồi anh em ạ. Tạt liên tục. Thật sự là cũng không biết làm nào. Mình thay đổi chiến thuật đá sang sơ đồ 4-2-3-1. Mình thấy đội sơ đồ này đá cũng khá hay anh em ạ. Đây rồi, Raum dứt điểm. Không vào. Không có bàn thắng cho Raum. Quả đấy mà có bàn thắng thì có phải đẹp không? Raum dứt điểm. Không vào. Ui dồi ôi. Ui dồi, chủ môn đội bạn sướng. Cản phá quả đấy sướng. Quá sướng luôn. Tiếp tục đưa bóng ra cho Raum. Không được rồi, đội bạn bắt bài rồi anh em ạ. Pha phản công của đội bạn. Walker đã lấy được bóng rồi. Đưa bóng xuống đi. Thôi. Vậy trận đấu cũng đã kết thúc rồi anh em ạ. Tỷ số cùng là 1-0. Mặc dù Raum không ghi bàn nhưng mà anh em có thấy là tạt cho đội bạn chóng mặt luôn. Và vẫn là có một kiến tạo cho Raum, cho Bruno ghi bàn duy nhất của trận đấu anh em ạ. Rồi clip này thì mình có lẽ mình xin dừng lại tại đây thôi. Mọi ý kiến đóng góp thì anh em có thể để lại dưới phần bình luận ở mỗi video. Và anh em nào có nhu cầu nạp coin giá rẻ thì anh em cứ liên hệ mình nhá. Mình cũng đã bắt đầu nạp coin rồi. Và anh em cũng đừng quên để lại cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những cái video tiếp theo nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.